với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Xa xa em không cần kích động như vậy. Chị xui mượn của chị 200 ngàn chị chưa bị ngất, em đã ngất rồi. Nè em tức cho chị bị người ta gạt tiền như vậy mà. Rõ ràng là cuốn gói bỏ chạy, má Hiền ấy, thì dễ bị ăn hiếp mà. Nè em không có chứng cứ cũng không thể nói má chị cuốn gói bỏ chạy. Nếu vậy thì bây giờ bác ở đâu? Má nhiều chỗ đi lắm, chị đâu biết má đi đâu. Bác ấy đã bỏ trốn rồi. Sao em? Nhật à, em đừng đoán bừa nữa mà. Chuyện này vẫn chưa có sáng tỏ thì đừng bao giờ kết luận sớm. Không cần nói, nhất định bác trả không nổi nên gạt tiền của má. Nhật à, hey, đã đến lúc em chủ trì công đạo. Vì bị cáo thứ nhất Sâm Hoa Kỳ vắng mặt ra tòa, bây giờ sẽ do bị cáo thứ hai Lâm Ngọc Lộ tiếp thụ linh tính. Lâm Ngọc Lộ điên hay sao? Bị cáo thứ hai Lâm Ngọc Lộ, bị cáo phải đàng hoàng nghe chưa? Nè cậu à, xin chồng của bị cáo thứ hai yên lặng ngồi nghe. Không có được lên tiếng, đây là lệnh của anh tòa. Anh hãy đè nén tình cảm của mình. Cảm ơn hình cảnh nha. Tôi cứ tưởng lúc trước Sâm Hoa Kỳ tới nhà của họ Kim và Động Mật Viên để gạt ăn gạt uống, lần này lại vay tiền của chị Từ nữa, chứ có thể là mượn tiền bỏ chạy. Quá, cậu không có chứng cứ đâu thể nói má bỏ chạy. Từ khẩu cung của nhân chứng, mua vé du lịch, mua vali, mua áo lông vũ, thậm chí bãi bỏ trưng mục ngân hàng, vậy còn không bỏ chạy. Thưa quan tòa, má đi ngân hàng bãi bỏ trưng mục biết đâu là gì má thấy ngân hàng đó lợi tức không được ưu ái nên chuyển đi ngân hàng khác để gửi. Thứ hai, má đi mua vali biết đâu má giỏi tính toán biết trả giá đi mua giùm cho bạn bè không được hay sao. Thứ ba, sắp tới tháng 5 trời có thể lạnh, má thì rất sợ lạnh, má phải mua áo lông vũ để giữ ấm chứ không được sao. Thứ tư, má đã tham gia đoàn du lịch không thể đi chơi một ngày ở Hồng Kông sao, để thúc đẩy kinh tế Hồng Kông không được sao. Tôi phản đối. Quan tòa, bị cáo thứ hai giải thích miễn cưỡng, không có sức thuyết phục. Phản đối hữu hiệu, bổn tòa cũng thấy như vậy. Vì bị cáo thứ hai, bị cáo thứ nhất quan hệ mẹ con, cho nên rất có thể đã thông đồng. Thiệt tình, không nói chuyện với cậu nữa. Ê, trời ơi, tập kích quan tòa sao? Đổi hình cảnh. Có. Ê. Chuyện gì chứ? Phải, dù là má của con đã mượn má chồng 200 ngàn, vậy thì làm sao? Má con có nói là không trả cho má hay không? Hả? Vậy thì không có. Thì phải rồi. Bây giờ má đã đi mất, chưa có biết hành tung, các người không những không quan tâm, cái miệng chỉ biết nói tới tiền, có quý tính mạng người ta hay không? Lỡ như xảy ra chuyện gì, hay là bị người ta bắt cóc, má còn phải tính sao? Các người có ngủ yên được không? Được yên tâm hay sao? À, đúng là quá đáng mà, thì không có tính người, không nói nữa. Lỗ. Bảy tòa. Nghiêm. Chúng ta có phải hơi quá đáng không hả? Hơi quá đáng đó. Nói chung là con mặc kệ, thiệt quá đáng mà, đi mượn tiền của má chồng con. Có biết là bây giờ ai nấy đều quấy mũi súng về con hay không? Ba nghĩ coi, họ chửi bới không ngừng, má có bỏ chạy hay không? Thử hỏi mai mốt con làm sao gặp mặt người ta. Ê, bà Trần, bà đổ rác, bác Hà. Có chuyện gì vậy chứ hả? Chỉ có ba người trong nhà hả? Phải đó, phải có chuyện gì? Tôi ở dưới lầu nghe được trên đây ồn ào dữ lắm, tưởng là có người chém lộn đó chứ. Tôi ở nhà bên kia, tưởng chỗ này sẽ ra án mạng đó. Phải, tôi ở phòng đổ rác nghe được ở đây ồn quá chừng à, tưởng là trong này có giết người chứ. Thì phải, cho nên chúng tôi mới lên đây coi thử đi nè. Phải đó, má tôi bỏ chạy, chỗ này có người chém lộn, có người đánh nhau, có người bị phanh tay. Các người đi về đi, về coi tivi thì biết ngay mà, đi. Ê nè, không phải đâu, má của cô đâu có bỏ chạy. Sao không biết? Đương nhiên là biết, má của cô đi Macau mà. Hả? Macau? Thì phải rồi, bà nói đi cờ bạc về hơn mới về mà. Phải, bà còn hứa với tôi sẽ mua khô bò còn nữa, mua bánh hạnh nhân cho tôi nữa đó. Cả xưởng quần áo với lại cả làng công nghiệp này ai nấy đều biết nè. Các người đâu thể nào mà không biết được. Phải chứ. Phải, các người thì không biết gì hết à. Đặc tài khui xỉu, đặc xỉu khui tài. Cũng tại anh, sao không cản em, báo hại em thua nhiều như vậy.
Nè, tại anh lo là anh vào sòng bài kiếm má, em không nhịn được cờ bạc nên anh mới nói em vô kiếm. Anh kiếm ở ngoài này, anh làm sao cản em được chứ hả? Ơi, tóm lại phiền phức nhất là má mà. Kiếm má không được còn báo hại em thua nhiều tiền. Anh nghĩ coi, tiền thua cũng đủ cho hai đứa mình đi chơi 7 ngày ở châu Âu rồi đó. Có chuyện gì? Hả? Ông tiền hả? Phải, tôi sẽ tới liền. Nhưng mà kẹt xe quá. Được, tôi sẽ ráng tới. Thôi chết rồi, đã hẹn với khách rồi mà anh quên mất mới chết chứ. Vậy anh đi mau đi, đụng chạm tới khách sẽ không hay đâu. Mất đi việc làm hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Anh đi trước nha. Đi. Thiệt tình không biết má để đi đâu nữa. Bộ trời đuôi ơi, hay sao đuôi hả? Má, má không đi Macau hả? Đáng lẽ đi, ai ngờ trước khi lên tàu gặp bà Dương rủ đánh bài, bà quyết định qua Macau. Sau đó bà chợt nghĩ bà qua đó một lần chỉ có xác suất ăn một nửa thôi, nhưng mà đánh chung với bà nhất định ăn nhiều, cho nên mình đánh tới một ngày một đêm. Thì không biết bà thông đồng với hai người đó hay không nữa, cấu kết với nhau khiến cho má hả một nhà thua tới ba nhà. Hãy nhắc tới là thấy bực mình à, má bị thua quá trời luôn. Thôi không nói với con nữa, má đi Macau để gửi vốn đi. Bye. Nè nè, má mượn 200.000 của má chồng con hả? Sao chị xấu vậy, nói khắp nơi vậy à? Chuyện gì phải mượn nhiều tiền như vậy, má nói đi. Con còn nói nữa là con ép má đó. Con ép má? Dạo trước á, má kêu con tăng tiền nhà cho má, nhưng mà hai đứa lại không chịu, nên má mới mượn má chồng của con. Má đi mượn nhiều tiền như vậy để làm gì? Mua cổ phiếu. Cổ phiếu Ngộ An Quốc tế dạo trước lên quá cỡ nên má mới lấy tiền đi mua mà thôi. Chỉ có vậy thôi hả? Má có biết cả nhà họ Kim đang đi kiếm má mà kiếm không có ra, tưởng là má đã bỏ chạy. Trời, sao chị xui bậy quá vậy? Ê, đừng có nói thêm nữa, trả tiền người ta mau đi. Thôi được rồi nè, trả cho chị 50.000 đi. Má mượn 200.000 mà chị trả có 50. Trời ơi, Ngộ Ăn Quốc tế không biết chuyện gì mà xuống giá quá cỡ luôn, chỉ còn có nhiêu thôi à. Vậy tính sao? Con đừng có lo, má bắt được tin tập đoàn của họ sắp nhập chung lại với nhau, 3 ngày sau giá sẽ lên giọt luôn, chừng đó má sẽ được gỡ cả vốn lẫn lời. Con phải chờ 3 ngày. Nè, thì làm vậy, nè, tiền chỉ có nhiêu đó thôi á, mà ăn cũng có một cái nè, muốn lấy gì cứ lấy đi, tự nhiên lấy. Thôi, tóm lại 3 ngày, con cầm chân cho má. Má đừng có ở lại Hồng Kông trong vòng 3 ngày này. Má đi Macau đi. Miễn là trong 3 ngày này đừng có để nhà họ Kim nhìn thấy má thì được rồi. Hả? Thiệt là phải nói vậy hả? Má, nghỉ việc rồi hả? Con nó đi gặp khách, chuyện gì về sớm vậy? Dạ phải, người khách quỷ hẹn đột xuất cho nên con qua bên má vợ chơi một chút. Phải. Thì ra má của con đã về quê thăm người nhà rồi. Dạ phải, má còn để lại tờ giấy nói là về quê thăm người nhà 3 ngày sau sẽ quay trở về. Vậy hả? Được rồi. Má của con đúng là lẩm cẩm, viết xong mảnh giấy lại không biết để đâu. Rồi hôm nay tụi con về mới biết là có mảnh giấy này. Má nói là 3 ngày sau sẽ trở về đây, lúc đó có thể trả tiền cho má. Má cứ yên tâm. Phải đó, thực ra chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Sao má vợ tự nhiên là bỏ chạy được chứ, đúng không? Phải. Nếu là vậy thì chờ chỉ về rồi tính. Về quê hả? Thì không biết là thật hay là giả chưa hết đâu. Điện thoại số mấy phải đọc cho rõ nha. Đọc mau lên đi. Quê của má ở xa lắm mà, ở khu miền Tây Bắc làm gì có điện thoại chứ. Bác Xui Gia ở khu Tây Bắc. Trước đó không phải nói là quê ở Nam Dương hay sao? Bể mánh rồi ha. Cái gì đây? Bạn đánh bài của má rải khắp 18 khu Hồng Kông. Có bà con ở Đại Tây Bắc, có gì mà lạ đâu. Vẫn là 3 ngày sau, 3 ngày sau sẽ trở về. Vậy thì được. Wow, có cộng tóc bà. Mặt chị có dầu. Còn nhiều gạo nữa nè. Mọi người làm gì vậy? Nè, làm cái gì vậy? Có phải là bỏ ngải không? Phải đó, bỏ ngải chỉ. Không phải chứ. Đây là loại ngải cơm gà Hải Nam, chỉ âm chí độc. Loại ngải này chuyên đối phó với những kẻ suông miệng, chỉ bịa chuyện để nói láo. Kẻ bị trúng ngải, nếu như nó láo thì da của nó sẽ như là gà của cơm gà Hải Nam, xương giòn thịt mềm, rồi cuối cùng bị xắt ra từng miếng để lên bàn, còn có lớp mỡ vàng để chấm bún với nước tương gừng. Ngon ơi là ngon. Mọi người có còn là con người không, chế trò như vậy? Thì phải rồi. Yên tâm đi, nếu như mà không có nói láo thì... Phải rồi, mọi người chỉ mua bảo hiểm thôi. Thiệt tình mà. Đủ rồi. Dù sao cũng là người một nhà, sao lại tâm phục bất chánh, nghĩ ra kế này để chơi người ta? Mọi người còn lương tâm hay không? Đừng nói chuyện mẫu coi nội, tivi thôi. Chị giỡn chơi thôi mà hả? Con đâu có biết trò này đâu, là cậu ba dạy đó. Cậu đâu có, cậu chỉ dạy thôi, ai biểu các người làm chứ. Thiệt là tầm bay tầm bà, đúng là hành vi của người giả mang. Lộ, con đừng sợ, má tin con.
3 ngày. Chị có má là công bằng. Dĩ nhiên, sao má lại vô tri như họ chứ? Má là người văn minh mà. Lộ à, nè, con hãy ký cho má đi ha. Hả? Biểu con làm người bảo đảm cho má con. Phải, 3 ngày sau không thấy chị tới, hẹn gặp ở tòa án, hả? Nè, Lộ à. Hả? Ông Phong tuần này tới Hồng Kông, ông Hoàng kêu cô ra sân bay đón. Chừng nào? 3 ngày sau. 3 ngày? Phải đó, Niên Gia Thạch 3 ngày sau sẽ đại hạ giá đó. Lúc đó chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Lại là 3 ngày? Tình yêu 3 ngày? Hả? Cái dĩ này là 3 ngày trước tôi mượn của chị, bây giờ trả lại cho chị nè. Không lấy nữa, bỏ đi. Hả? 3 ngày sau? Tôi không nghe, đừng có nói nữa mà. Chuyện này cô nhất định phải nghe. Nè, các người đẹp hãy nghe đi. Chuyện gì? 3 ngày sau toilet nữ sẽ phải sửa chữa. Chúng ta phải leo lên 3 tầng mới có toilet. Lộ à, sao nhắc tới 3 ngày cô nổi giận vậy? Chị Cơ à, đừng có làm phiền nó nữa. Tóm lại 3 ngày sau mới nói chuyện với chị ha. Hả? Nè các vị. Đừng giận mà đừng giận. Cái này là gì đây, đồng hồ hả? Phải rồi, cố tình mua cho con Lộ đó. Mua cho con. Để cho đếm ngược và có thể nhắc nhở. Chỉ còn lại 57 tiếng, nghĩa là còn được hơn 2 ngày, lúc đó đồng hồ nó sẽ reo lên. Không cần như chó săn cắn trúng là không buông. Cậu à, đừng có giỡn nữa mà. Cậu chỉ tốt bụng nhắc nhở nó thôi. Lưu Cẩm, chuyện tôi kêu anh làm xong chưa? Dạ xong, bánh mì nướng cháy tương với đậu phộng sữa đặc. Tôi không phải nói cái này, anh đưa 3 cái túi công văn tới phòng luật sư, họ gọi tới chỉ nhận được 2 cái, còn 1 cái ở đâu hả? Hả? Không phải chỉ có 2 cái sao, còn thiếu 1 cái hả? Để suy nghĩ cái coi, hình chút quay lại ha. Có biết đó là bản hợp đồng hay không? Hả, hợp đồng đơn giản thôi mà, kêu em Cơ đánh bản thì được rồi. Đánh cái đầu của anh đó, hợp đồng đó rất quan trọng đối với công ty. Công ty A&B hợp tác với mình đã lâu rồi. Chúng ta phải đòi bồi thường, kiện họ thì phải có hợp đồng. Không hợp đồng công ty sẽ bị lỗ đó, có biết không hả? Nghiêm trọng vậy sao? Anh suy nghĩ coi cái sắp thư đó bỏ ở đâu vậy? Ôi trời ơi, thường ngày anh ra ngoài làm việc chuyên nhiều hơn việc công, đâu có nhớ nhiều như vậy chứ. Suy nghĩ một chút đi mà. Đừng có hối mà. Thôi, trời được ơi, hối quá nhức đầu quá. Được rồi, được rồi. Nếu anh nghĩ không ra thì... Cùng lắm là đủ vậy chứ không gì. Không những như vậy, công ty sẽ khởi tố anh theo tội dân sự và phải xin tới tòa án để anh bị phá sản, để anh không có tiền cá ngựa. Thiệt là khó chịu hơn chết nữa. Tốt, chỉ còn 3 tiếng đồng hồ là tan sở. Nếu trước khi về vẫn chưa nghĩ ra thì hãy chờ nhận thư của luật sư đi. Làm ơn cho gặp Hà luật sư, làm ơn chuẩn bị thư luật sư giùm tôi. Trời ơi, con còn có 3 ngày, có người còn thê thảm hơn con chỉ có 3 tiếng thôi. Bây giờ bắt đầu tính giờ cho cậu đó. Nè, hai người đừng có gây gỗ. Trời, mặc kệ họ đi, suy nghĩ cho mau. Nếu kiếm không ra hợp đồng công ty không thu được tiền thì chúng ta sẽ bị giảm lương đó. Phải đó, sẽ sa thải người đó. Không đúng, rất có thể công ty sẽ bị đóng cửa. Trời ơi, chúng tôi thiệt bị chết ở trong tay của anh đó. Thôi nghĩ. Đừng có ép cậu nữa, cậu nhức đầu rồi kìa. Vì không có nhiều thời gian. Những này nghĩ không có thực tế đâu. Hay là tái diễn án kiện đi. Tái diễn án kiện có nghĩa là làm lại một lần nữa về quá trình của nó. Hôm nay cậu đã đi giao văn kiện ở đâu sẽ nhớ được mà. Tới chỗ này là có ấn tượng nhất. Tiếp theo ra sao? Anh có nhớ lại được không? Thông thường chọn một nơi thoải mái nhất, rồi lười biếng khoảng nửa tiếng. Mà có chỗ này thôi. Ê, sao? Chỗ này. Đã nghĩ ra hả? Đúng rồi. Đâu sao? Sao hả? Trời ơi. Sao mà thúi quá vậy? Bồn tiểu hả? Trời, toilet nam. Về chưa? Còn lao cái gì chứ, thiệt là lẩm cẩm quá. Bị đuôi hay sao mà toilet nam vẫn đi vô như vậy chứ. Mai là thằng nhỏ không có truy cứu, nếu không là tiêu đời rồi. Xin lỗi. Ủa anh sao hả, có nghĩ ra được gì nữa không? Tới chỗ này cha cảm thấy quen thuộc quá. Mỗi lần tới đây đều có một chuyện để làm đó nghe. Nhưng mà anh đã đi bài đọc, còn gì phải làm. Coi phim cấp 3. Chưa có gây cấn đâu. Ở chỗ này còn có một thứ khác. Đi lên đó đi. Chỗ này rồi, hồi sáng đã tới á. Cẩm, anh thường tới chỗ này hả? Đúng rồi, cứ 2, 4, 6 đều tới đây. Tuy số lần ở nhiều một chút, nhưng mà trả tiền một lượt thôi, không có bị thiệt thòi. Cẩm mà. Đừng có cản mà. Ê, chị Hà. Hồi sáng đã tới, bây giờ lại tới nữa hả? Có chuyện gì? Ê, câu chuyện dài dòng lắm chị ơi. Muốn nói với chị nhưng mà không có đủ thời gian. Tôi vô được không? Tôi đang có khách. Hả?
Rồi thôi được rồi, tùy anh đi, vô đi. Ê, có đồ coi vô đi. Hả? Nè nè nè. Trời anh thiệt hạ tiện mà. Anh tới đây kiếm gái hả? Cái gì mà kiếm gái chứ. Chị Hà dạy quá trang, anh tới học thôi mà. Quá trang? Em đừng có tưởng rằng anh chỉ biết cá ngựa thôi. Ngoài đưa thư ra còn nhiều thời gian cho nên anh đi học quá trang. Chỉ có 2 tháng nữa, anh đã tốt nghiệp luôn rồi đó nghe em. Phải đó, chúng tôi tới để học quá trang mà. Ờ đúng vậy, chúng tôi tới đây học quá trang mà. Có nghe chưa? Vậy sao bên ngoài viết kỹ thuật số 1 còn thu toàn bộ 1,600 là nói quá trang đó hả? Dĩ nhiên rồi. Xin lỗi nghe Cẩm Cẩm, em đã hiểu lầm anh rồi. Thiệt là xin lỗi. Người mẫu hôm nay đột xuất có chuyện không có tới, cho nên hôm nay bãi bỏ. Wow, vậy phải bù người khác không bù sao? Lãng phí thời gian nhiều quá rồi. Lãng phí thời gian quá đi. Yên lặng một chút đi. Cẩm Cẩm à, bạn gái của anh thích hợp cái lớp của tôi hay là nhờ cổ giúp giùm? Được rồi, mặt của tôi dễ ăn phấn lắm. Được rồi cô ạ, cô hãy nằm trên giường đi. Nè, cô phải nằm xuống, nhắm mắt lại, không có được mở mắt. Nam mô A Di Đà Phật. Trời, chuyện gì mở mắt ra vậy? Tôi biểu cô nhắm mắt mà. Tôi nghe có người tụng Nam mô A Di Đà Phật nên mở mắt coi. Hả? Sao có lư hương vậy? Trời ơi, trước khi mà chúng tôi quả tang á, đương nhiên phải thắp nhang niệm Phật để siêu độ mới quá trang. Cô mở mắt ra là người ta hết hồn hà. Quá đã, chị quá trang cho ai? Cho người chết. Phải rồi, chị Hà nổi tiếng lắm á, xấu cách mấy cũng có thể vẻ đẹp. Không làm nữa. Trời ơi, sao lâu hoài không ra vậy? Dĩ nhiên rồi, đồ quá trang này là thằng tên cho mượn mà, đồ tốt á. Chà. Anh nhớ là anh giao văn kiện tới đây rồi ghé vô chỗ này ăn ngầu bính. Vậy rồi sao? Gặp một người đàn ông xăm mình đáng ghét. Hắn cứ nhìn anh. Anh kêu lại hắn. Hắn kêu lại anh. Suốt 2 tiếng đồng hồ tôi mì ngủ ngắt mà vẫn chưa ăn được. Vậy mình vô coi đi. Thế nào, có hay không? Ê, lãng đó. Sắp công văn ở trong tay hắn. Nhất định là hắn lượm được rồi. Phải lấy về mau. Mình tỉnh chút đi. Anh bạn, anh tôi tới lấy lại đồ của tôi. Thì ra là 2 người hả? Phải đó, cảm ơn nhiều. Không được, tôi phải biết là con của tôi ra sao mới giao tiền cho 2 người. Con của anh sao? Anh nói cái gì vậy chứ? Cẩm Cẩm à, anh nhìn cái người bán cá viên, người quét rác với người ở cái bàn kia kìa, thần sắc rất là quỷ quái đó. Quỷ quái cái gì? Anh nhìn đi. Bên đó hả? Họ cứ nhìn qua bên này như là đang theo dõi mình, giống như là cảnh sát giả dạng vậy á. Em thiệt là điên mà, em tưởng đóng phim hay sao? Theo dõi mình làm gì chứ, mình đâu phải là ăn cướp. Anh bạn, vừa rồi anh hỏi tôi biết con của anh ở đâu không và đưa tiền cho tôi hả, có phải không? Phải. Anh tưởng chúng tôi là ai? Thì là bọn cướp bắt người, bắt cóc con của tôi, kêu tôi tới đây để mà giao tiền đó. Cảnh sát đi, đứng yên. Chuyến này đi thiệt là nguy hiểm. Phòng khẩu cung, phòng hình cảnh, phòng nhận hàng, phòng câu lưu, phòng giấu tay đều phải đi vào. May là bắt được tên cướp thiệt cho nên mới thả chúng tôi ra. Diễn lại án kiện thôi, giống như là đi lấy tay kinh vậy. Cậu nghiêm trọng quá sự việc mà thôi. Nhưng mà hợp đồng vẫn chưa kiếm về, hậu quả rất nghiêm trọng. 5 giờ đã tới, tính sao đây? Con có cần làm con chó săn cắn vào con nhã không? Biết khó chịu rồi sao? Con muốn cậu phải nếm cái mùi này. Nè, đừng có gây nữa. Hết giờ rồi, hợp đồng đâu? Cô Giảng à, thật ra anh Cẩm đã cố gắng lắm rồi. Nghĩa là không có chứ gì. Tôi thiệt là đã... Tốt thôi, nếu anh không có đồ tôi sẽ giao đồ cho anh. Trong này có lá thư đuổi việc. Đây là số tiền anh phải bồi thường. Đây là đơn xin tòa án bằng lệnh. Thanh toán và phá sản được tặng cho anh hết. Thiệt hả? Đi, báo với bảo an. Vậy... Gì hả? Mấy trời người muốn nói ơi. Gì? Trời làm ơn. Ai mà ăn đồ xong bỏ bậy bạ vậy? Đã biết cái thùng rác chứa đầy còn nhét đại vô, khiến cho rác rưởi rớt ra ngoài tùm lum hết hà. Là ai? Không nhận mà được hả? Bản hợp đồng truy thổ A&B mà dám lấy ra để kê đồ ăn hả? Hợp đồng A&B. Đừng nghĩ là tôi không biết tiếng ngoại ngữ. Đi thi anh văn tôi lấy được hạng A đó. Được rồi, là hợp đồng của A&B nè. Hả? Chà, sao dùng để kê đồ ăn vậy trời? Các người thì là bậy bạ quá, lấy văn kiện quan trọng để kê đồ ăn hả? Khoan đã, để coi coi. Wow, trên văn kiện có nhiều mỡ hành.
À, anh đã nhớ rồi. Vừa rồi khi ăn cơm trưa có người nhờ anh mua giùm hộp cơm. À, bởi vì bán hết cơm dịch quay cho nên mua cơm gà đó. Trời ơi, cùng mắc phải bỏ nhiều xì dầu với lại mỡ hành. Vậy là ai? Là cô Giang. Phải ha, vừa rồi ở văn phòng cô ăn cơm gà mà. Rồi thì lấy văn kiện để trên bàn. Thì ra hợp đồng của cô còn dùng để kê đồ ăn nữa ha. Thì phải đó, các câu chuyện này không liên quan tới anh Cẩm Cẩm đâu. Hợp đồng ở đây, sắp thư này... Cái gì chứ? Hợp đồng thì vẫn là hợp đồng thôi, vẫn còn hiệu lực của pháp luật. Nếu mà kiếm về được thì tôi rộng lượng bỏ qua thôi. Ê, Cẩm Cẩm ơi, đã hết chuyện rồi, mừng quá, mừng quá. Đúng, hết chuyện rồi, may mắn quá đi. Hay là kêu đồ ăn đi hả? Được. Ý, cô Từ, là cô. Bà Lê. Nè, chừng đó nghe tới sớm ha. Con của chị cưới vợ hả? Tháng sau. Ủa, chị như chỉ có thằng con mà. Phải. Nhưng mà 2 năm trước hình như đã cưới vợ rồi mà. Phải ha, hôm đó mình còn đi ăn tiệc cưới. Phải đó. Đám cưới rồi có thể ly dị xong lại đám cưới. Nói cũng đúng. Nhưng mà nói trở lại, trước đó con dâu của chị nó vừa xấu tính, không gánh trách nhiệm lại gian trá, còn thường hay khinh khi người lớn tuổi rồi ăn hiếp thằng chồng, hèn chi con của chị lại ly dị. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tôi nhịn được. Hả? Của phạm tội lớn tại trời gì mà chị không nhịn được? Phóng hỏa giết người hay đi ngoại tình vậy? Không phải mấy cái chuyện này mà là vấn đề uy tín. Uy tín? Phải rồi, nó thông đồng với má của nó gạt tôi. Nó nói là má của nó đã về quê. Ai ngờ trời xuôi đất khiến cả nhà của tôi phát hiện bà ở tại Hồng Kông. Thử hỏi người nhà mà cũng lừa gạt như vậy. Con dâu này còn giữ làm gì? Nên tôi mới kêu thằng Minh ly dị nó. Cũng may nhà mình không có hạ người này. Thôi không nói nữa. Cảm ơn. Cho nên mới nói chữ tín rất là quan trọng. Có một con dâu như vậy đúng là trời đất không có dung. Nếu là chị á, chị cũng làm như vậy, có đúng không? Qua wow, chị hai à? Hả? Siêu thị có nhiều đồ bán hạ giá lắm đó. Phải á, mua một ít về ha, luôn tiền mua luôn đồ cho cửa tiệm. Được. Em sao vậy? Không có gì, sau khi uống trà mắt em cứ bị giật, ở trong bụng nôn nao, không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Em còn nghĩ tới chuyện của má em hả? Yên tâm đi, bây giờ má đang ở Macau, họ không thể nào nhìn thấy má được đâu. Vậy thì phải. Không trùng hợp vậy chứ. Yeah.